Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cộng đồng mạng nhận định về cổ phiếu VinFast ngày đầu lên sàn. Ngày đầu lên sàn Nasdaq vào 15 tháng 8, cổ phiếu VinFast mã VFS có lúc được giao dịch ở mức 38,77 đô la, tức là VinFast có market capitalization khoảng 90 tỷ đô. Giá trị vốn hóa này cao hơn cả của General Motors, Ford, BMW. Mercedes, Volkswagen và rất nhiều các startup xe điện khác ở Mỹ. Hình ảnh Facebooker Sony Chang bình luận về VinFast. Liệu điều này có nghĩa là VFS là hàng hot được người ta đón nhận, tranh nhau mua vì tin vào tương lai tươi sáng của xe điện Việt Nam hay không? Trong lúc báo đảng hồ hởi đưa tin tuyên truyền rằng VinFast đạt vốn hóa hơn 85 tỷ USD vượt Ford General Motors, nhiều ý kiến trên mạng và trần sự thật trong vụ này. Sonny Tran bình luận, VinFast đã vượt qua bao khó khăn thử thách bằng cách huy động mang đất sinh để thế chấp đi vay, phát hành trái phiếu 30, công nghệ mướn, năng lực thuê, nguồn gốc giếm, niềm yết lách, nhưng luôn hùng hụt, quyết tâm ba bằng, cho bằng được, bằng mọi giá, bằng mọi cách. Phạm Nhật Vượng là không chấp nhận những điều bình thường. Nếu vì tiền thì ông đã không làm xe hơi rồi mà sẽ làm tàu vũ trụ nên ông cũng đã sáng tạo ra các thức niêm yết sàn Mỹ mới ở Việt Nam với ba tự tự xử, tự định giá, tự sở hữu. Đồng thời Vượng là người đi tiên phong ở Việt Nam làm phao ở sàn Mỹ và tận dụng tiền trong dân còn nhiều ở quê nhà. Con thuyền phao đã chính thức ra khơi bên Mỹ với giá ô bình là 22 đô la. Dữ liệu từ Bloomberg cho ngày đầu tiên giao dịch của VFS chỉ cần volume 6.89 triệu là đẩy VinFast lên thành công ty có giá trị vốn hóa 85 tỷ Biden, vượt luôn cả BMW, Ford và GM. Lưu ý con số volume 6.89 triệu này có thể bị bơm thổi khi chỉ cần giao dịch từ túi trái qua túi phải. Ví dụ, túi trái mua 1.000, túi phải bán 2.000, túi trái lại mua 3.000 thì tổng volume là 6.000. Lê Minh Huy đặt câu hỏi Tuy nhiên, có điều lại là xe không bán được nhưng huy động vốn thì thành công. Có khi nào Mỹ cũng bị làm giá cổ phiếu như ở Việt Nam không nhỉ? Facebooker An Phạm thì phân tích thứ nhất cần làm rõ luôn là VinFast không thể là công ty giá trị hơn BMW hay Mercedes. Thứ hai khác với thị trường chứng khoán ở Việt Nam nơi mà cần mất 2 ngày để hoàn tất một giao dịch T cộng 2 thì ở Mỹ giao dịch sẽ được ghi nhận ngay lập tức có nghĩa là mua hay bán thì tiền chuyển đi ngay và lượng cổ phiếu trao tay cũng vậy. Hình ảnh ngày đầu tiên lên sàn giao dịch Nasdaq của VinFast. Thứ ba, giao dịch bán khống rất phổ biến. Nếu người ta tin là giá một cổ phiếu sẽ xuống thấp, người ta có thể vay trước hàng môi giới một lượng cổ phiếu để bán trước số cổ phiếu đó rồi thu tiền về. Khi giá xuống như người ta kỳ vọng thì mua lại để trả cho công ty môi giới. Nhờ có việc vay trả này mà người ta có thể bán cao, mua thấp dù không có cổ phiếu trong tay. Thứ tư, một số cổ phiếu không được người ta tin cậy có thể bị bán tống, bán tháo khiến cho giá bị rơi mạnh. Tuy nhiên, bản chất của thị trường chứng khoán là một sàn cờ bạc hợp pháp nên sẽ luôn có một bên đánh cược vào hướng đi ngược lại. Mình thì nghĩ là trong vòng không tới 2 năm là VFS sẽ rơi sang Nasdaq do VinFast không có cửa nào để sản xuất hay bán xe điện ở Mỹ cả. Việc động thổ một nhà máy sản xuất xe điện là việc rất dễ dàng vì các địa phương ở Mỹ luôn hoan nghênh tạo điều kiện cho các nhà đầu tư làm thế tốt cho chính trị và việc bầu cử ở địa phương, nhưng rủi ro kinh doanh cuối cùng vẫn phải do nhà đầu tư chịu. Để set up một nhà máy có hai việc cực kỳ khó khăn, hoàn toàn không tương thích với văn hóa quản lý của Vin hay của Việt Nam. Thứ nhất, làm việc với nhà thầu xây dựng Thứ hai, thuê công nhân và làm việc với công đoàn. Vin chắc chắn sẽ bị tắt ở cả hai khâu này và những thứ kiện cáo tập thể, những thứ đình công, lãng công, vân vân mà Vin không thể xử lý kiểu Việt Nam được sẽ khiến cho việc hoàn tất dự án bị trì hoãn hoặc chịu đội chi phí tới mức mà một công ty đang thua lỗ không chịu nổi phải dơ tay hàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Cộng đồng mạng nhận định về cổ phiếu VinFast ngày đầu lên sàn. Tác hại và lợi ích của một doanh nghiệp gian thương sụp đổ Ngày 14 tháng 8, báo Đất Việt có bài khi một doanh nghiệp gian thương sụp đổ của tác giả Christian Nguyễn. Theo đó, tác giả nêu ý kiến rằng nếu biết một doanh nghiệp nào là gian thương, khả năng cao, người tiêu dùng sẽ có tâm lý muốn nó bị sụp đổ. Tuy nhiên, để có nhận định được một doanh nghiệp có phải là gian thương hay không, thì tùy vào trải nghiệm nhận thức và khả năng cập nhật tin tức lọc tin của mỗi người hình ảnh bài trên báo đất việt tác giả phân tích lợi hại như sau tác hại nếu có tác động đến gdp sụp đổ một doanh nghiệp lớn có thể gây ra giảm gdp do giảm sản xuất và doanh thu tác động đến thị trường lao động, mất việc làm cho hàng ngàn người lao động, ảnh hưởng đến ngành công nghiệp và các doanh nghiệp khác nếu doanh nghiệp đó là một phần của chuỗi cung ứng, sụp đổ có thể ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp khác, tác động đến hệ thống tài chính, nếu doanh nghiệp liên kết chặt chẽ với hệ thống tài chính, sự sụp đổ có thể gây ra làn sóng tổn thất cho các tổ chức tài chính khác. Lợi ích: ra soát và cải tiến luật pháp việc sụp đổ có thể làm lộ rõ những lỗ hỏng trong hệ thống giám sát và quản lý đẩy mạnh cải tiến và thay đổi trong luật pháp và quy định loại bỏ cạnh tranh không lành mạnh nếu doanh nghiệp đó đã chiếm lĩnh thị trường một cách không công bằng hoặc có quy mô quá lớn sụp đổ của nó có thể mở đường cho sự cạnh tranh công bằng hơn và sự đa dạng hóa trong ngành việc loại bỏ doanh nghiệp có thể tạo điều kiện cho sự cạnh tranh lành mạnh hơn trong ngành khả năng phân tán tài nguyên tài nguyên, vốn, lao động, tài sản có thể được phân phối lại đến các doanh nghiệp hiệu quả hơn hoặc các ngành công nghiệp đang phát triển thúc đẩy sự phát triển kinh tế, cải thiện tính công bằng và trách nhiệm xã hội. Nếu sụp đổ liên quan đến hành vi không đạo đức hoặc bất hợp pháp, việc loại bỏ doanh nghiệp đó có thể phản ánh một hệ thống quy định mạnh mẽ và công bằng, thúc đẩy lòng tin trong xã hội. Nói chung, nếu biết một doanh nghiệp nào là gian thương khả năng cao người tiêu dùng sẽ có tâm lý muốn nói vì sụp đổ tuy nhiên có thể nhận định một doanh nghiệp nào là gian thương hay không thì tùy vào trải nghiệm nhận thức và khả năng cập nhật tin tức lọc tin của mỗi người hình ảnh lễ khởi công nhà máy Vinfast tại Mỹ một hành động bị đánh giá là động tác giả của Vinfast khi quan sát có thể tìm ra một số chỉ dấu để nhận biết một doanh nghiệp có phải là gian thương hay không cụ thể tác giả nêu một số chỉ dấu gian dối của tập đoàn vingroup bao gồm gần giống như việt á nói láo về sự cấp phép của who vingroup từng bịa đặt rằng fda cấp phép cho test kit vingkit của họ cho bảo vệ hành hung khách hàng là chủ sở hữu của những căn hộ condotel khi khách hàng muốn giải quyết vướng mắt với doanh nghiệp một số nơi bị người dân khiếu nại về vấn đề giải tỏa mặt bằng không công bằng mặc kệ quyền lợi của người bị giải tỏa ví dụ như dự án vinhomes riverside hải phòng phụ huynh vinschool phản đối việc tăng học phí thì vingroup cấu kết với công an nhờ công an mời phụ huynh lên đồn làm việc dùng nhiều thủ đoạn bưng bít truyền thông đặc biệt là trên mạng xã hội facebook đã lợi dụng lỗ hỏng report để xóa nhiều bài viết tố cáo của các nạn nhân không phải là tất cả ai cũng bị xóa bài nhưng rất nhiều người đã bị đại diện hãng xe vinfast vi phạm cam kết với khách hàng khi có sự cố hứa đổi xe cho khách sau đó trốn tránh trách nhiệm làm trò trên truyền thông để thổi phòng giá trị doanh nghiệp vinfast chưa bán được một chiếc xe nào ở mỹ nhưng cứ rêu rao là đã bán được xe ở mỹ đưa thông tin không rõ ràng về việc bán xe ở mỹ để đánh lừa người đọc hiện tại đang rêu rao đã bán được hơn cả ngàn xe ở mỹ quả thật với những bằng chứng mà tác giả đưa ra là đã quá đủ để kết luận VinGroup có phải là gian thương hay không. Có lẽ cần bổ sung thêm thông tin mới đây về việc xe Vinfast bị lộ là hàng tàu nguyên con. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo d với bản tin tác hại và lợi ích khi một doanh nghiệp gian thương sụp đổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đề.